kính chào khán giả của Ngôi Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 28 tháng 8 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết mở đầu phần tin thì có hai người chết ở Nhật Bản sau khi tiêm vaccine của Moderna bị đình chỉ. Kính thưa quý vị, hai người tử vong sau khi tiêm chủng những mũi vaccine COVID-19 của hãng Moderna nằm trong số lô vaccine sau đó bị đình chỉ vì phát hiện có tạp chất. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết vào ngày thứ Bảy, hai người đàn ông ở độ tuổi 30 chết trong tháng này cách nhau chỉ vài ngày sau khi nhận được liều Moderna thứ hai. Bộ cho biết trong một thông cáo, mỗi người đều nhận được một liều từ một trong ba lô vaccine bị đình chỉ vào ngày thứ Năm. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra và Nhật Bản đình chỉ sử dụng 1,63 triệu liều vaccine của Moderna được vận chuyển đến 863 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc hơn một tuần sau khi nhà phân phối của trong nước là Takeda nhận được báo cáo về những tạp chất trong một số ống vaccine. Chính phủ của Nhật cũng nói là không có vấn đề nào về độ an toàn hoặc là hiệu quả đang được phát hiện và việc đình chỉ ba lô vaccine Moderna là biện pháp phòng ngừa các tạp chất được tìm thấy trong một số lò ở nhật bản được nói là các hạt kim loại đài truyền hình công cộng nhk đưa tin các nguồn tin thì Bộ Y tế, Nhật Bản đã tiêm cho hơn 124 triệu mũi vaccine COVID-19 với khoảng 44% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Tính đến ngày 8 tháng 8 thì đã có 991 người đã chết Nhật Bản sau khi tiêm vaccine của Pfizer và 11 người sau khi tiêm vaccine của Moderna nhưng không có mối liên hệ nhân quả nào giữa việc tiêm ngừa và tử vong, theo Bộ Y tế. Liên quan đến phần tin khác, thì bão Ida sắp ập đến với sức gió là 225 km trên một giờ và người dân ở Louisiana căng thẳng chờ đợi. Các chuyên gia khí tượng vào hôm thứ Bảy ngày 28 tháng 8 khuyên dân chúng sống dọc theo vùng biển từ bang Louisiana hãy cấp tốc chuẩn bị đối phó với bão lốc Ida đang ào ạt kéo đến, với sức gió có thể lên đến là 140 dặm trên một giờ khi đổ bộ vào hôm Chủ nhật. Chế hữu trách cũng đưa ra các lời kêu gọi di tản cả tình nguyện viên lẫn bắt buộc các thành phố và cũng như cộng đồng cư dân của tiểu bang. Tại New Orleans, bà thị trưởng thành phố ra lệnh bắt buộc chi tản khỏi các khu vực nằm ngoài hệ thống đê ngăn nước của nơi này. Những người ở bên trong nhưng sát đê được kêu gọi tình nguyện chi tản. Do trận bão nhanh chóng gia tăng cường độ, thị trưởng Latoya Cantrell nói không còn đủ thời giờ để ra lệnh di tản toàn thành phố, vốn sẽ đòi hỏi sử dụng tất cả mọi làn xe trên một số xa lộ để ra khỏi nơi này vào lúc sáng sớm ngày thứ Bảy, lưu lượng xe cộ giao thông hướng đi về phía Tây ra khỏi thành phố đã bắt đầu đông đảo và các trạm xăng cũng rất là bận rộn. Bão Ida dự trù sẽ đánh vào Louisiana và đúng ngày bão Katrina tàn phá một khu vực rộng lớn tại khu vực vùng Vịnh Mexico 16 năm trước đây. Tuy nhiên, bão Katrina khi đổ bộ vào khu vực Tây Nam New Orleans lúc đó là cấp 3, bão Ida nay dự trù sẽ lên đến mức độ cực kỳ nguy hiểm là cấp 4, với sức gió có thể lên đến là 140 dặm trên 1 giờ trước khi vào đất liền ở khu vực phía Tây của New Orleans vào chiều tối ngày Chủ nhật. Ông Chami quyền phó giám đốc trung tâm bão quốc gia ở Miami nói hôm nay là ngày cuối cùng phải có hành động. Ông khuyến cáo rằng nếu quý vị sống ở vùng bờ biển Louisiana và Mississippi, bạn phải có ngay mọi biện pháp cần thiết vì hôm nay là ngày sau cùng để có thể bảo vệ mạng sống và tài sản của mình. Bão Ida nhanh chóng gia tăng cường độ vào hôm thứ Sáu, từ bão nhiệt đới lên thành bão lốc với sức gió là 80 dặm trên 1 giờ khi di chuyển qua khu vực phía Tây của Cuba bão sẽ tăng sức mạnh khi qua vùng biển nước ấm của vùng vịnh Mexico. Vào sáng ngày thứ bảy, bão Ida ở vị trí cách New Orleans chừng 440 dặm về phía đông nam, di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc là khoảng 16 dặm trên một giờ, sức gió thường trực của bão lên đến 85 dặm trên 1 giờ. Liên quan đến phần tin ở tại Afghanistan, thì sau nổ bom, Taliban hợp tác với Mỹ giảm bớt tình trạng hỗn loạn ngoài phi trường. Tình hình trật tự tương đối ổn định tại phi trường Kabul vào hôm thứ Bảy, ngày 28 tháng 8, với việc Taliban hộ tống đoàn xe chở người Afghanistan chi tản đến cổng chính của phi trường, chuyển giao cho lính Mỹ chờ sẵn nơi này để đưa họ vào trong và lên phi cơ. Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng không còn tình trạng hàng chục ngàn người chen chúc và cũng như là xô đẩy những um, uh, người tị nạn với hy vọng là có cơ hội lên được phi cơ rời khỏi nước trước ngày 31 tháng 8 khi chương trình chi tản của Mỹ chấm dứt và các người lính ngoại quốc sau cùng rời khỏi đất nước này vụ nổ bom tự sát cho thành phần ISIS ở Afghanistan thực hiện tại một cổng phụ bên ngoài phi trường Kabul vào hôm thứ năm đã làm cho nhiều người sợ không tìm cách vào phi trường nhưng taliban cũng lập ra khu vực trái độn phong tỏa các ngã đường dẫn vào phi trường và nay chỉ cho các chuyến xe bus có giấy phép được vào một cấp chỉ huy của taliban nói với hãng afb gần nhà ga dân sự của phi trường là hamid Karzai international airport gần là chúng tôi có danh sách do người Mỹ cung cấp. Nếu tên của họ trên danh sách, họ được vào phi trường. Nếu tên của họ không có trong danh sách đó, họ cũng sẽ được không được vào. Và hôm thứ Bảy, phong viên AFP nhìn thấy hơn một chục chiếc xe bus cỡ lớn, cỡ trung, thả hành khách đầy vẻ căng thẳng xuống ngay phi trường. Hiện chưa rõ ai là tổ chức. Các đoàn xe bus này hoặc là họ đến từ đâu vì các giới chức Taliban và lính gác nơi này không cho phép được phỏng vấn hành khách liên quan đến phần tin ở tại Việt Nam, thì một loạt video clip chân nghèo Sài Gòn kêu đói bị gỡ khỏi Facebook. Hôm 28 tháng 8, thì một loạt video clip kêu gọi à, được cho là của những người chân nghèo ở một số quận huyện Sài Gòn đã đột ngột bị gỡ khỏi Facebook. Việc các video clip này bị xóa sau vài giờ đăng tải nhiều khả năng là do bị dư luận viên gửi báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Theo đó, một video clip phát trên Facebooker là Mỹ Linh Nguyễn ở quận 8 cho thấy ít nhất là hàng chục người nghèo bất bình kéo đến lớn tiếng trước một căn nhà chứa lương thực của công an. Nhưng cứ 4 giờ chiều thì họ chở đi đâu đó chứ không phát gì cho dân hết. Facebooker Mỹ Linh Nguyễn nói trong video clip là mọi người xem mà tức không nè, nhờ mua đồ ăn dùm cũng không có, mà phát đồ cũng không có, tiền hỗ trợ mấy chục hộ mà có phát có mấy hộ thôi, ai mà chịu nổi nữa, cả hai tuần lễ nay dân không có một cái gì, giờ đói quá kéo ra đường bạo động luôn. Facebooker này cũng cho biết thêm là giờ thì người ta mới thấy mấy chú bộ đội, mấy chú tới không phải để phát quà mà để giải quyết sự vụ. Đoạn video clip được ghi nhận có hơn 5.000 lượt xe trước khi biến mất. Cùng thời điểm, một video clip khác được lan truyền trên trang mạng xã hội, ghi nhận cảnh khoảng 100 người nghèo thành phố Thủ Đức ra đường kêu đói tập thể. Trước đó, mạng xã hội cũng tràn ngập cảnh một số người dân sống trong các xóm rõ ở Sài Gòn, dơ bản cầu cứu và xin trợ giúp lương thực. Trong số này, tấm bản của một người dân không rõ danh tính của quận 12 ghi rằng, chính phủ ơi xin hãy trợ cấp, phát đồ trực tiếp cho dân nghèo, đừng đưa tổ trưởng kẹo không đến tay người dân. Liên quan đến chính sách an sinh xã hội, theo báo Dinh, chính quyền Sài Gòn loan báo sẽ hoàn tất việc trao 1 triệu túi an sinh, tức là chứa lương thực, đến tay người dân trước hôm 31 tháng 8, đồng thời giới chức cũng hứa hẹn là chi trả tiền hỗ trợ đợt 2 cho những người trong cảnh khó khăn liên quan đến phần tin mì hảo hảo bị thu hồi ở ireland acicuk nói sản phẩm nội địa à khác xuất cảng một ngày sau vụ mì gói hảo hảo và miếng ăn liền good bị cơ quan an toàn thực phẩm ireland ra lệnh thu hồi vì chứa thuốc bảo vệ thực vật là ethylene oxit không được phép sử dụng tại Âu Châu, nhà sản xuất hai thương hiệu này đã đưa ra phản hồi về sự việc. Báo Dinh vào hôm 28 tháng 8 đã phát dẫn phát ngôn của ông Kaza Awara Yunchi, là tổng giám đốc công ty Acecook Việt Nam, cho biết hai sản phẩm vừa bị cơ quan hữu trách ở Ireland thu hồi là sản phẩm xuất cảng trình riêng cho thị trường ở Âu Châu, không phải là sản phẩm nội địa tất cả sản phẩm đang lưu hành tại thị trường việt nam đều tuân thủ pháp luật của việt nam bảo đảm an toàn sức khỏe của người tiêu dùng ông Junichi giải thích thêm là chất ethylis oxit còn được gọi là khí EO hoặc là ETO được sử dụng rộng rãi với tác dụng tiệt trùng vật tư dụng cụ trong lĩnh vực y tế và thiết bị chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, ethylene oxit cũng được sử dụng để diệt uh, vi sinh vật trong một số loại gia vị, rau xấy và việc này được chấp thuận tại một số quốc gia như Mỹ và Canada. Acecook Việt Nam khẳng định họ không sử dụng um, ethylene oxide trong bất kỳ khâu nào của công nghệ bảo quản nguyên liệu sản xuất và lưu trữ. Vị này cũng đề nghị cơ quan truyền thông có cái nhìn khách quan và tránh gây hiểu lầm ảnh hưởng đến an ninh lương thực trong giai đoạn dịch bệnh nhiều khó khăn và cam kết sẽ tiếp tục công bố thông tin khi có kết quả điều tra. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.